Kính chào quý vị đến với những tin tức thời sự vừa được cập nhật mới nhất của chúng tôi. Sau đây là phần tin chi tiết. Mời quý vị cùng theo dõi. Ngày 25 tháng 9, Tòa Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh thẩm vấn bà Trương Mỹ Lan, 68 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát và Đồng Phạm về hành vi rửa tiền 445.748 tỷ đồng có nguồn gốc từ tiền tham ô của SCB và phát hành trái phiếu. Cáo trạng xác định từ tháng 2 năm 2019, Đến tháng 9 năm 2022, bị cáo Bùi Văn Dũng, lái xe cho bà Trương Mỹ Lan đã nhận vận chuyển tổng số tiền 108.878 tỷ đồng và 14.757 đô la Mỹ từ ngân hàng SCB về giao cho các cá nhân theo chỉ đạo của bà Lan. Hành vi của bị cáo Dũng đã giúp sức cho bà Lan che giấu nguồn gốc hợp thức hóa sử dụng 6.330 tỷ đồng. Trả lời hội đồng xét xử, bị cáo Dũng thừa nhận hành vi cho biết làm việc cho bà Lan từ năm 2012 đến năm 2022. Bị cáo Dũng khai, công việc của bị cáo là chở chị Lan đến công ty hoặc kêu đi đâu thì chở tới đó. Ngoài ra, ngày nào chị Lan kêu chiều có tiền, phụ cô Uyên, Trần Thị Hoàng Uyên, thư ký của bà Lan qua ngân hàng lấy thì bị cáo đi chở. Bị cáo chạy ô tô 7 chỗ qua tầng hầm SCB gặp nhân viên Thúy Ái, ngân quỹ nhận tiền. Thúy Ái đã bỏ sẵn tiền trong các thùng nên ông này chỉ việc trở về. Bị cáo Dũng khai, cô ấy nói giao ai thì bị cáo giao. Có khi trở về công ty trên đường Trần Hưng Đạo, khi thì trở về nhà riêng của chị Lan trên đường Pasteur. Việc giao tiền cho các cá nhân khác thì bị cáo có ghi sổ. Song cho biết, khi làm việc với cơ quan điều tra mới biết, tổng số tiền đã trở là 108.000 tỷ đồng và hơn 14.000 đô la Mỹ. Bị cáo Dũng nhận thức SCB là ngân hàng do Trường Mỹ Lan làm chủ. Toàn bộ số tiền mà Dũng nhận về đều là tiền của ngân hàng SCB huy động được. Bị cáo Dũng Khai mỗi lần chuyển tiền từ ngân hàng SCB về cho bà Lan bị cáo Dũng được bà Lan chi bồi dưỡng từ 500 đến 1 triệu đồng. Hành vi của bị cáo Dũng đã giúp cho bà Trương Mỹ Lan che giấu hợp thức sử dụng số tiền 6.330 tỷ đồng chiếm đoạt được, trong đó hơn 5.230 tỷ đồng từ nguồn phạm tội tham ô tài sản và hơn 1.100 tỷ đồng từ nguồn phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Được chủ tọa hỏi có suy nghĩ gì về việc làm của mình? bị cáo Dũng nói bản thân làm công an lương, làm theo lệnh của cấp trên, chỉ là lái xe, không có chức vụ gì nên không biết việc làm của mình vi phạm pháp luật. Bị cáo Dũng mong hội đồng xét xử, xem xét, giảm nhẹ hình phạt cho mình. Chiều 25 tháng 9, phiên tòa xét xử Trương Mỹ Lan cùng 33 bị cáo khác liên quan vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2 được tiếp tục với phần xét hỏi về hành vi rửa tiền đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hỏi bị cáo Chu Lập Cơ, chồng của bà Lan, về việc mở và sử dụng thẻ tín dụng tại ngân hàng SCB. Trước câu hỏi của đại diện Viện Kiểm sát về việc mở bao nhiêu thẻ ở ngân hàng SCB, bị cáo Chu Lập Cơ trả lời không nhớ và tôn trọng quy kết của cáo trạng. Cũng theo ông Chu Lập Cơ, hạn mức mỗi thẻ là 10 tỷ đồng, nhưng mỗi tháng chi tiêu hết bao nhiêu thì không nhớ. Đại diện Viện Kiểm sát tiếp tục đặt câu hỏi. Cáo trạng xác định từ ngày mùng 1 tháng 1 năm 2018 đến ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022, bị cáo tiêu hết hơn 225 tỷ đồng trong tài khoản. Bị cáo có biết nguồn tiền nộp vào các thẻ từ đâu hay không? Với câu hỏi này, bị cáo Chu Lập Cơ khai không sử dụng thẻ mở tại ngân hàng SCB mà chỉ sử dụng các thẻ mở tại Hồng Kông. Trước câu trả lời này, viện kiểm sát tiếp tục truy vấn. Vì sao tại cơ quan điều tra và phiên tòa sáng nay, bị cáo thừa nhận việc chi tiêu từ các thẻ tín dụng của ngân hàng SCB. Ông Chu lập cơ lý giải bị cáo nghĩ rằng các thẻ tín dụng này là do văn phòng công ty tại Việt Nam mở và thanh toán. Chỉ đến khi nhận được kết luận điều tra, bị cáo mới biết ba thẻ tín dụng này được mở tại ngân hàng SCB và có liên quan tới vợ. Không đồng ý với lời khai của chồng, bà Trương Mỹ Lan trình bày, chồng bị cáo bị tạm giam hơn 2 năm rồi nên tinh thần chịu ảnh hưởng. Anh ấy không nhớ nên nói sử dụng ba thẻ của SCB Thực tế, ngân hàng SCB chỉ phát hành hai thẻ là Visa Master cho chồng của bị cáo. Anh chủ yếu sử dụng các thẻ mở tại nước ngoài. Do bị cáo muốn ủng hộ cho ngân hàng SCB nên mới ép anh sử dụng hai thẻ. Việc nộp tiền vào thẻ như thế nào, anh ấy hoàn toàn không biết. Bờ sông Hồng qua xã Kim Lan, huyện Gia Lâm bị sạt, lòng sông lấn sâu vào đất liền từ 2 đến 17 mét, buộc chính quyền phải di rời 5 hộ dân. Tại thôn 4 xã Kim Lan, sạt lở dài khoảng 25 mét, ăn sâu vào bờ từ 2 đến 8 mét, kéo đổ bức tường rào dài khoảng 6 mét của gia đình ông Nguyễn Văn Hải. Đoạn đường ven sông và khoảng sân chung của nhiều hộ dân đã bị ngoạm phần lớn. Bờ sông sau sạt lở dựng đứng, cao hơn mặt nước khoảng 7 đến 8 mét, có vị trí chỉ cách mép nhà dân hơn 1 mét. Hiện bờ sông xuất hiện một số vết nứt, bề rộng 0,5 mét, kéo dài cả chục mét, nguy cơ đất tiếp tục trượt xuống sông. Khu vực này có 7 hộ dân với 35 nhân khẩu, tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 3.600 m2. Gia đình sinh sống nhiều đời ở xóm 4, ông Nguyễn Xuân Hà hơn 60 tuổi cho biết chưa bao giờ bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng như vậy. Một số công trình phụ của nhà ông và các gia đình bên cạnh đã bị lòng sông nuốt chừng. Chính quyền tổ chức di rời khẩn cấp nhà ông ra ở nhà văn hóa xã. Ông Hà nói, Tôi mong các cấp chính quyền sớm có biện pháp xử lý tình trạng sạt lở để gia đình có thể quay về nhà ổn định cuộc sống. Nếu việc xử lý kéo dài nhiều tháng, mong được hỗ trợ tạm cư. Ngày 25 tháng 9, lãnh đạo huyện Gia Lâm Hà Nội cho biết, cán bộ huyện đã kiểm tra hiện trường, triển khai ngay biện pháp đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân tại khu vực sạt lở ở thôn 4 xã Kim Lan, đồng thời di rời người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo ông Trương Văn Học, Phó Chủ tịch huyện Gia Lâm, bờ bãi sông Hồng, chủ yếu là đất cát pha liên kết yếu. Từ đầu tháng 8, do ảnh hưởng mưa bão, trên địa bàn xã Kim Lan xuất hiện một số vết nứt dọc bờ sông. Sau cơn bão Iagi, bão số 3, nước sông Hồng dâng cao gần mức báo động 3. Khi nước rút kéo theo phần đất, cát đã mất liên kết, dẫn đến sạt lở. Sáng 26 tháng 9, ông Bùi Đình Lâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Thạch Hải, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, địa phương đang xin ý kiến cấp trên để xử lý vật thể lạ trôi giặt vào bờ biển suốt 9 tháng qua. Ông Lâm nói, suốt 9 tháng qua, vật thể này vẫn nằm tại vị trí bờ biển, bị cát phủ lấp một phần. Do không biết đây là vật gì, nên chúng tôi đã có văn bản xin ý kiến cấp trên. Một số người nhận định, đây có thể là trụ giàn khoan ở ngoài biển. Cũng theo vị lãnh đạo này, hồi giữa tháng 1 năm 2024, người dân địa phương phát hiện một khối sát lạ có hình trụ màu xanh trôi giạt vào bờ biển thôn Thượng Hải, xã Thạch Hải. Sau khi kiểm tra, cơ quan chức năng xác định bên trong khố sắt rỗng được hàn kín hai đầu với chiều dài khoảng 20 m, nặng 10 tấn, đường kính khoảng 0,7 m. Để tìm cách xử lý vật thể nói trên, ngày 18 tháng 9, Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà đã gửi văn bản đến Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh để xin ý kiến giải quyết. Đồng thời, Công an huyện Thạch Hà đã thông tin đến các đơn vị địa phương có liên quan để xác định chủ sở hữu. Tuy nhiên đến nay, ngành chức năng vẫn chưa xác định được chủ sở hữu cũng như nguồn gốc xuất xứ, công năng của vật thể nêu trên. Mới đây, phụ huynh trường tiểu học Ngô Thị Nhậm, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội gửi đơn thư phản ánh tới báo chí. Trong đơn thư, phụ huynh này cho biết có con đang học lớp 1 tại trường tiểu học Ngô Thị Nhậm. Đầu năm học, trong cuộc họp phụ huynh, giáo viên đã phân công phụ huynh sau 17 giờ mang chổi đến trực nhật lớp. Phụ huynh này cho biết Giáo viên nói rằng học sinh lớp 1 khó khăn trong việc dọn vệ sinh lớp nên một số lớp đã chi 500.000 đồng một tháng để thuê lao công của nhà trường dọn dẹp. Nếu lớp không thuê, cô giáo sẽ phân công phụ huynh tới trực nhật. Phụ huynh này cho rằng việc phân công phụ huynh tới trực nhật lớp là không hợp lý. Ngoài ra, phụ huynh này cũng phản ánh một số điều bất cập khi ban phụ huynh của nhà trường kêu gọi tặng cơ sở vật chất. Sau thông tin trên, bà Hoàng Thị Thu Hà, hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Thị Nhậm, Thanh Trì, Hà Nội, đã có những chia sẻ xoay quanh vụ việc. Bà cho biết đến thời điểm này, trường chưa thực hiện bất kỳ khoản thu đầu năm nào mà vẫn đang trong quá trình triển khai lấy ý kiến liên quan đến việc mỗi lớp phải đóng 500.000 đồng mỗi tháng để thuê người quét dọn lớp. Hiệu trưởng trường tiểu học Ngô Thị Nhậm khẳng định quan điểm của nhà trường, việc trực nhật là trách nhiệm của học sinh, nhà trường chỉ thuê đơn vị dọn vệ sinh ở các khu vực chung ngoài lớp học và phụ huynh không phải đóng một đồng nào và cũng chưa từng yêu cầu phụ huynh phải đến trực nhật hay phải đóng tiền hàng tháng vệ sinh trường lớp